Em chào các bác nhé, em là Thúy, chuyên cung cấp các mặt hàng hoa lan tại thành phố Nam Định. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ vườn lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định nhé. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng em đều không bao ship ạ, phí ship đồng giá là 40.000 một thùng hàng nhé. Hiện tại đang là phiên trưa của ngày 24 tháng 10 năm 2020, thì trưa nay em lại tiếp tục lên cho các bác một cái mã hàng châu què thanh lý dập sàn này. Tiếp theo đó thì em sẽ đi lên một số cái mã hàng thuần cho hoa vào dịp Tết nhé. Đây, sau đây thì em sẽ đi lên báo giá cái mã hàng châu nhé. Hôm nay thì em có tất cả là 15 mã châu, mã hàng đánh mã tiếp theo từ H40 trở đi nhé. Lưu ý với các bác, cái này nó là cái hàng châu lỗi lá của nhà em, mà đã nói là lỗi lá thì không bao giờ được đẹp đâu nhé. Đây, số 10, số H40 này, H40 10 cây 400 này, trung bình là 40.000 một cây này. Cái hàng này của nhà em thì cái tình trạng lỗi lá, một là nó sẽ bị cắt ngang lá, hai là bị mất cái lá chân nhá. Còn về cái phần lá ngọn nhá thì đảm bảo với các bác là còn nguyên vẹn và không có hàng cây thối nhá. Đây, 10 cây này, 40.000. Tiếp theo sang mã 41 7 cây 400. Châu Thái một sổ số nhá. Hàng thì tầm này là phải đến 60% cây rồi, đang báo nụ rồi đấy ạ. Đang có nụ rồi, 42 này, 7 cây 350 này. 50.000 một cây. Đây, đây là nụ nhá. Cái đầu nụ nó khác cái đầu rễ nhá cả nhà nhá. 43 7 cây 500. Mã này cây tương đối đẹp đấy ạ. 500k nhé. Mã số 44 này, 10 cây 370.000, chưa đến 40.000 một cây châu ạ. Bốn mươi lăm bảy cây 380 này. Bốn mươi sáu bảy cây 350. 47 mã 10 cây 500 này. 48 10 cây 500. Đây, đó là một dề 2 cây thì em tính là 1 cây nhá. Đây này, đây là cuống hoa cũ này. Năm mươi nghìn một cây. 49 này, 10 cây 400 này. 50 50 này của em là mã cây to nhá. 5 cây 520. Đây này, nụ này. Cái mã này thì gần như là có nụ hết rồi. Cây to như này cơ mà. 51 này. 10 cây 500 này. Các bác đừng thấy cây nhỏ như này mà sợ nó không có hoa nhá. Những cây nhỏ này nó rất là nhiều này. Nó báo nụ rất là nhiều luôn ạ. Đây này, của hoa cũ này. 52 này, 5 cây 400 này. Rơi vào 80.000 một cây nhá.
Đây nụ này. Mã này cây tương đối đẹp mà đều cây. 53, 10 cây 520 này. Mã 54, 10 cây 350. 35.000 một cây nhá. Đây là mã hàng cây giống ạ. Cây con. Này nhìn đẹp quá. Đó, còn tiếp theo video thì em sẽ đi lên một số cái mã cây thuần nhá. Châu ôm gỗ hàng hoa Tết của nhà em nhé cả nhà nhé. Một bảng hai cây như thế này em bán với giá là 170k. Và cái lô này của nhà em thì nó là cái lô hoa sổ số nhé cả nhà nhá. Lô hoa sổ số này. Nhưng mà đặc biệt nhiều nhất ở trong cái lô này nó sẽ là màu số 5 là màu sắc pháo, màu số 6 màu cam lửa và màu số 9 là màu hồng gánh sen nhá. Hàng thuần năm thứ 3 rồi cho nên đảm bảo với các bác là 100% nó sẽ cho hoa trong năm nay. Hiện tại ở nhà em thì có cây nó đang có nụ, có cây chưa. Ví dụ như cái cây này đang có nụ này thì mọi người sẽ chơi hoa trước Tết khoảng tầm 1 tháng nhá. Còn những cây mà tầm này nó chưa có nụ ấy thì các bác sẽ chơi hoa chuẩn Tết cho em. Đây này mọi người nhìn cho em này. Các bác phân biệt cho em nhá, là cái nụ nó khác cái rễ nhá. Cái đầu nụ thì nó sẽ nhọn, cái đầu rễ thì nó tròn tròn nhá. Và các bác cứ vạch ở những cái nách lá này ra này là các bác sẽ thấy nụ ạ. Hàng thuần siêu đẹp nhá cả nhà nhá. Đây các bác nhìn cái bộ rễ của nó thích chưa. Hàng này thì các bác tách ra các bác ghép sang giá thể khác cũng được, hoặc các bác trồng chậu cũng được ạ. Thế nhưng mà em khuyên mọi người là hạn chế bóc ra. Bóc ra nó đứt rễ là các bác lại thuần lại từ đầu nhá. Rất là mất thời gian. Đây, tiếp theo thì em sẽ đi sang cái hàng phụ nữ nhá. Em lên thêm một cái lô châu sổ số hàng cây đại cho các bác nhá. Đây một cái cây siêu to khổng lồ như thế này em bán với giá là 550.000 này. Mặt hoa sổ số nhá. Đặc biệt là nhiều nhất trong cái lô này là màu số 3, số 5 và số 7 cho em ạ. 357 nhá. Các bác nhìn cho em theo một đường chéo này. Cực kỳ đẹp luôn này. 550.000 một cây cho em nhá. Hàng lá mít xếp này, trung bình một cây cứ dao động từ 5 cặp lá rưỡi đổ lên ạ. Đây, chiều dài một lá thì nó trên 20 cm, còn chiều cao cây thì nó cứ xấp xỉ tầm 10 cm trên 10 cm nhá các bác nhá. Hàng thuần rồi về các bác làm cho em cái móc bốn chả các bác treo lên là được ạ. Hàng này thì đảm bảo 100% có hoa trong năm nay cho mọi người nhá. Thời gian ra hoa thì nó cứ dao động từ tháng 11 đến tháng 2, tháng 3 âm ạ. Hàng siêu đẹp luôn nhá. Lá to này, lá to này. Mặt lá, bản lá nó rất là đanh nhá. Rất là đanh cây luôn ạ. Đây, em đứng xa xa đây cho các bác xem nhá. Đứng xa xa ra để quay cây cho nó thực tế hơn này. Sát quá cây nó lại bị phóng. Em báo sai báo số nhá. Là cái này chiều dài một lá của nó sẽ trên 20 cm và chiều cao cây thì nó cứ xấp xỉ khoảng tầm 10 cm cho em nhá. Hàng lá mít xếp này, cực kỳ đẹp luôn ạ. 550k một cây, chưa có phí ship. Các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship nhá. Nghĩa là mọi người mua một cây ship là 40.000 mà mua 10 cây ship cũng vẫn đồng giá là 40.000 nhá. Kỳ đẹp luôn nhá. Mít xếp này. Một cây nó cứ dao động cho em từ 5 cặp lá rưỡi đổ lên nha các bác nhá. Màu đỏ này. Đấy. Cát một lá nhá cả nhà nhá. Đây đợt này về được cái đợt cát một lá này nó rẻ hơn nhá, 180k này. Cát một lá này của nhà em thì nó là cái dòng size đại nhá, bông to này. Hiện tại nhà em đợt này về là nó sẽ có 3 màu. Màu xanh non này, xanh lá mạ ạ. Màu tím cẩm và màu đỏ nhá, đỏ hồng nhá, màu cam hồng, màu cam hồng. Đây, 3 màu nhá. Cát này thì nó cho hoa quanh năm. Đây cái đợt này là đang chuẩn bị đến một cái đợt hoa mới của cát nhá. Cát một lá này. Bông to đại nhá. Một nghĩa là một thân này của nó này, nó chỉ có từ 1 đến 2 bông thôi ạ. Chỉ có một từ 1 đến 2 bông nhá, cái dòng cát một lá này. Cái dòng này thì cực kỳ là dễ chăm, dễ thuần. Đối với những cái dòng mà cái dã hành nó to này thì các bác tưới nước của nó khoảng tầm 2 ngày, mọi người hãy tưới nước một lần nhá. Nghĩa là khi cái giá thể nó khô cong vào thì mọi người hãy tưới nước nhá.
Em về thêm được một cái lô hàng siêu hot nhá. Trầm trắng mũi hồng của nhà em này. Trời ơi, đẹp lắm luôn, mà nói về cái độ thơm của trầm thì nó quá là đỉnh luôn nhá các bác nhá. Đây là mặt hoa của trầm nhá. Trầm trắng mũi hồng đây này, em zoom kỹ cho mọi người nhìn này. Ở cái phần mũi hoa nhá, nó sẽ hơi có sắc hồng baby một chút nhá. Đây là mặt hoa thực tế luôn này. Đây, em sẽ quay chi tiết cây hơn cho các bác nhé. Một bảng trầm như thế này này, em bán với giá là 250.000. Đây, thật sự là các bác không mua đâu với cái giá rẻ này đâu ạ, em nói thật. Bây giờ mọi người mua trên thị trường nhé, một bảng như thế này này, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 300.000 là rẻ nhất nhé. Rẻ nhất nhá, là 300.000 một bảng, còn không phải là phải 350 một bảng nhé. Trung bình một bảng này thì nó có từ 4 ngọn đổ lên cho em. Hàng thì tầm này nó đang bắt đầu nó thắt ngọn rồi. Cái dòng này trầm này của em thì nó sẽ chuẩn hoa Tết nhá. Vì là năm nay nhuận một tháng mà. Nhuận một tháng. Cho nên là hoa nó sẽ chuẩn Tết cho em. Bình thường là hoa trầm là khoảng tầm sau Tết nhá. Và rơi vào tầm tháng 3 dương ấy ạ. Nhưng mà năm nay nhuận một tháng nên là hoa rơi vào chuẩn Tết cho em này. Hàng 100% là thân hoa nhá. Khi hàng này về các bác có thể tách ra. Các bác ghép sang lũa cũng được. Ghép sang cái miếng lũa khác cũng được. Hoặc là các bác để này các bác đặt ngang trồng vào trong chậu cũng được nhá. Trầm hoa cực thơm và bền. Để mà nói là cái thời gian hoa của nó ạ, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1 tháng nhá. Các bác chơi trầm được khoảng tầm 1 tháng mà hoa nó thơm lắm, cực kỳ thơm luôn cho em này. Đây, một bảng này nó cứ từ 4 thân đổ lên. Những cái bảng nào mà nó thân nó ngắn như thế này này thì một bảng nó sẽ được khoảng tầm 6 thân nhá. Còn bảng thân nó dài như thế này thì nó sẽ được khoảng tầm 4 thân một bảng thôi ạ. Đây các bác nhìn này, rễ nó ra này. Siêu nhiều luôn nhá. Bám chắc cái giá thể rồi. Hàng này thì em khuyên mọi người là mọi người không nên bóc nó ra. Các bác có ghép thì các bác cứ ộp cả cái miếng gỗ này vào, các bác ép sang cái giá thể khác thôi. Hoặc là mọi người đặt vào chậu nhá. Đừng bóc nó ra, bóc nó ra nó đứt dễ đấy ạ. 250k một bảng cho em nhá. Hàng 100% thân hoa này. Đẹp cực kỳ luôn nhá. Đây này. Đây các bác nhìn cho em nhá. Mầm tầm này nó cũng đang lên rất là nhiều luôn. Ôi dồi ôi, đúng như rau muống sau mưa luôn nhá. Xanh ngật ra. Một mặt hàng tiếp nữa, nó là cái hàng chớp Mỹ nhá các bác nhá. Giá cực sốc luôn này. Chậu một thân em bán với giá là 230.000. Đây, ví dụ như cái chậu này nhá. Một thân này 230.000 nhá. Chưa bao giờ có cái giá rẻ này đâu ạ. Cách đây khoảng 2 tháng thôi em bán một chậu một thân, nó còn rơi vào tầm 450.000 nhá. Đây, chậu một thân này. Mà hàng này vẫn đang tiếp tục đi ngọn nhá. Có những thân thì vẫn đang tiếp tục đi ngọn này. Còn có những thân thì nó đã thắt ngọn rồi nhá. Đây, mặt hoa của chớp Mỹ đây nhá các bác nhá. Quá đẹp luôn nhá. Quá là đẹp luôn này. Cái mặt hoa cực kỳ ấn tượng luôn nhá. Mà chiều dài trung bình của nó này, em đo thực tế luôn các bác này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, sắp xỉ khoảng tầm 80 cm rồi ạ. Chậu một thân là 230 này. Chậu hai thân giá còn sốc hơn nhá. Chưa bao giờ có cái giá này. Chậu hai thân em bán giá 400k nhá. 400k một chậu hai thân này. Và lưu ý với các bác là chậu hai thân của nó sẽ không có hai thân dài đều bằng nhau đâu ạ. Nó sẽ là một thân dài và một thân ngắn hơn một chút nhá. Nó không ngắn hơn là bao đâu đây này. Hàng thực tế luôn nhá các bác nhá. Đây. Một thân độ khoảng tầm 50 cm. Một thân 50 cm, một thân 60 cm cho em nhá. Chớp Mỹ nhá cả nhà nhá. Hàng chớp Mỹ này. Bông to nhá, cực kỳ ấn tượng luôn. Cánh có hình tia chớp nhá. Chậu một thân 230, chậu hai thân 400. Đây. Hôm nay nhà em về cực kỳ là nhiều hàng nhá, toàn hàng VIP thôi nhá các bác nhá. Tiếp theo em lên cái dòng sơn thủy tiên hoa Tết nhá. Sơn thủy tiên này của nhà em nó là cái sơn thủy tiên họng vàng nhá các bác nhá. Đây này. Cổ siêu to luôn này. Ôi dồi ôi, to đúng bằng cái cổ tay đứa bé luôn nhá. Đây này, to bằng 2/3 cổ tay của em nhá. Siêu nhiều thân hoa này. Một chậu này là có giá là 340 nhá các bác nhá. 340.000. Sơn thủy tiên họng vàng. Đây nó là cái mặt hoa nở tại vườn em năm ngoái luôn nhá. Các bác lưu ý giúp em này. Em báo rõ cái này nó là sơn thủy tiên họng vàng nhá cả nhà nhá. Cái dòng này thì nó rất là sai hoa. Hoa cực kỳ thơm và bền bông ạ.
Đây các bác nhìn cho em này. Chậu này nó là cái hàng thuần rồi. Bây giờ các bác về các bác sang chậu cho em đây ạ. Sang chậu này về các bác lắc cho em cái mũi kéo đây. Các bác cắt cái chậu cũ này ra nhá. Giữ nguyên cả cái bộ này các bác sang chậu khác cho em. Các bác đừng dỡ nó ra nhá. Đừng đập cái rễ bên trong ra nhá. Đừng đập cái giá thể bên trong này này. Nó bung rễ ra là các bác lại thuần lại từ đầu. Rất là mất thời gian nhá. Ôi, nặng dã man luôn này. Cái này nó phải nặng mấy cân đấy nhở? Nặng lắm. Củ nó to này. Lá đẹp nhá. Đây này các bác nhìn này. Đúng thật là chưa bao giờ có cái lô nào mà lá nó đẹp như thế này nhá các bác nhá. Này, lá xanh mướt luôn nhá. Lá xép nhá các bác nhá. Mà cái dòng này nó đẻ con cũng rất là sai nhá. Đẻ con rất là sai nhá các bác nhá. Bây giờ các bác về các bác cứ xem một cái chậu to cho em. Rồi. To đẹp luôn này. Đây này các bác nhìn những cái búp của nó. Đẹp dã man luôn nhá. Đây này, như những cái chậu này thân nó bé nhưng mà nó lại cực kỳ nhiều con nhá. Đẹp chưa? Cái hàng này thì cũng khoảng tầm 2 ngày mọi người tưới nước cho nó một lần nhá. Cũng chỉ tưới ở phần gốc thôi ạ. Mọi người lưu ý nhá, không được tưới đẫm ở phần thân phần lá nhá. Vì như cái dòng này này, nước nó rất dễ đọng ở những cái kẽ lá này nhá. Đó. 340 một giò này. Siêu rẻ luôn ạ. Mà cái dòng này hoa siêu thơm nhá. Hoa thơm lắm ấy ạ, thơm mà bền. Hoa sơn thủy tiên này các bác phải chơi được khoảng tầm 25 đến 30 ngày. Dao động 25 đến 30 ngày nhá, nó rất là bền bông ạ. Em về bổ sung thêm cái hàng thanh đạm Indo hoa Tết nhá. Đây chậu đợt này em về thì size nó to hơn một chút này. Một chậu thanh đạm như này em bán với giá là 350k nhá cả nhà nhá. 350k thanh đạm Indo 2 mùa hoa này. Chuẩn bị cái mùa gần nhất nó là rơi chính xác Tết cho em nhá. Thanh đạm này thì một năm nó sẽ ra hai đợt hoa. Đợt hoa thứ nhất nó rơi vào những tháng hè, tầm khoảng tháng 5, tháng 6. Đợt hoa thứ hai là rơi chính xác Tết cho em nhá. Đây là mặt hoa của thanh đạm này. Cái dòng này hoa nó rủ nhá, nhìn nó hơi giống cái hoa kiếm một chút đấy ạ. Thanh đạm này thì nó hương thơm nhẹ nhàng này, màu vàng của nắng nhá. Đây bác nào mà thích chơi cái bụi hoa to này thì mọi người ghép cho em khoảng tầm 3 giò này là được nhá. 3 giò thanh đạm này này. Hàng đợt này về lá nó cũng rất là đẹp nhá. Lá như này là rất là đẹp rồi đấy ạ. Thanh đạm này thì cũng như những cái lần trước em nói với mọi người đấy ạ. Cái giá hành nó to nên là cái độ trữ nước nó lớn nhá. Thì cứ khoảng tầm 3 ngày mọi người hãy tưới nước cho một lần. Không cần tưới nhiều đâu nhá. Đây và cứ mỗi một giá hành này thì nó sẽ cho hai nụ. Đây này, nhìn. Đây nhá, những cái đầu nhọn nhọn đậm đậm màu này, nó là nụ nhá cả nhà nhá. Nụ này. Tầm này là đang bắt đầu cây này đang bắt đầu báo nụ rồi ạ. Mà cái dòng này nó đẻ con rất là sai nhá. Lưu ý với các bác là cái dòng này đẻ con rất là sai. Cho nên bây giờ về các bác sang cái chậu khác nó to hơn cho em. Đây này, mầm con này tầm này đang lên rất là nhiều nhá. Thanh đạm em về bạt ngàn luôn. Xỉ lẻ các bác cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo số điện thoại 0981550768 giúp em nhá. Thanh đạm này thì nó cực kỳ là dễ chăm dễ trồng nhá. Cực dễ chăm dễ trồng. Chỉ lưu ý với các bác một cái điều nho nhỏ là cái lá của nó sẽ không được đẹp mướt mát, không được xanh mướt đâu ạ. Đây là thực tế luôn này. Nó sẽ hơi bị cháy một chút nhá. Cái này là do cháy nắng thôi ạ chứ không phải bị bệnh đâu nhá. Tiếp theo thì em sẽ đi sang một số những cái mặt hàng khác thôi nhá.